chút có lên được là quá nó sợ gì đây. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 cũng đã có cái nhân viên đành để rồi cũng thành lập một cái đoàn để rồi đi viếng 12 cúng chùa. Đây là chùa Lầu quý vị. Đây là chùa Lầu ở Tân Biên. Thì tôi thấy cái chùa Lầu rất là đẹp quý vị. Mà bóng được sáng. Bây giờ thì có nhà chung thì là có phương luôn, không có tội gì hết. Quan cảnh rất là đẹp. Thì cũng mời quý vị để theo dõi mình đi lên. Đi lên dây quá sao quá. Má sợ đâu cao. Đèn quơ lại nhé. Mình ở đó mình ăn rồi đó. Mình ăn rồi mình mới đi.